Xin chào các bác nhá. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi quay video này xin giới thiệu với các bác một sản phẩm nữa, hay một thảo dược nữa, chính xác một thảo dược nữa. Thảo dược này rất tốt cho sức khỏe các bác nhé. Trên màn hình các bác đang nhìn thấy là một thảo dược tôi đã thái lát phơi khô rồi. Còn lại cái thảo dược tươi thì trong video một chút nữa thôi. Thì các bác sẽ xem cái video tôi sẽ quay cái thảo dược tươi thì các bác sẽ nhận ra đây chính xác là củ gì. Mỗi nơi mỗi vùng có một cái tên gọi khác nhau cho một loại củ này nhé các bác nhé. Nhưng mà thường ấy thì đối với Việt Nam mình ấy thì người ta hay gọi cái củ này gọi là củ giòm, chính xác gọi là củ giòm các bác nhé. Củ giòm khác củ bình vôi nhé các bác nhé, không phải là củ bình vôi đâu. Cái củ giòm này nó có một cái đặc điểm, thông thường là nó nổi trên mặt đất. Đấy, cái đoạn rễ nó phình ra thành củ khác củ bình vôi. Có một số nơi thì gọi đây là củ gà ấp. Đấy. Trong cái tài liệu của mình ấy thì trong cái tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tuấn Lợi ấy thì còn nói là cái củ này còn chưa thấy ở Việt Nam, gọi là mà chỉ có thấy ở trong Trung Quốc thôi. Nhưng mà hiện nay thì ở Việt Nam mình rất nhiều cái củ này nhé, mà bà con dân tộc gọi là đây là củ giòm. Cái củ này thì người Trung Quốc thu mua của chúng ta cũng cũng rất nhiều. Nó rất giống với cái củ gọi là phấn phòng kỷ của Trung Quốc. Nên đây có thể nói là chính xác là phấn phòng kỷ của Việt Nam, hay còn gọi với tên dân tộc là củ giòm. Một số nơi gọi là củ gà ấp. Đây là cái củ tôi đã thái lát phơi khô rồi các bác nhé. Thì nó có một cái đặc điểm là nó hơi màu nâu nâu ở phía củ này này. Đoạn củ này là màu nâu nâu các bác này. Thì các bác có thể nhìn trên màn hình thì nó cũng không được rõ lắm, nhưng mà đâu nhìn thấy không? Đấy, nó cũng hơi nâu một chút này, nó hơi hồng hồng. Đấy. Đây là cái củ tôi phơi khô rồi. Đấy. Nó thấy nó hơi hồng hồng một chút. Đấy. Vậy thì củ này có những cái tác dụng gì? Và thường người ta dùng để làm gì? Thì tôi xin nói qua về cái tác dụng của củ này. Tuy nhiên rằng đến tận hôm nay thì chúng tôi cũng chưa biết hết được tất cả các tác dụng của củ giòm này. Chỉ biết nói với các bác là cái củ giòm này nó có tác dụng vào kinh bàng quang. Đấy. Vào kinh bàng quang thì có nghĩa đồng đồng nghĩa với các cái việc là nó có tác dụng như sau. Một là tiêu thủng. Nếu mà phù thủng là tất cả là do cái kinh bàng quang này hết. Kinh bàng quang chính là cái toàn bộ cái nước ở trên cơ thể, cho nên nó có tác dụng là hành thủy. Tác dụng của kinh bàng quang chính là tác dụng là hành thủy. Thì nó có tác dụng tiêu nước, có nghĩa là thúc đẩy cái sự bài tiết ra, chữa được cái phù thủng. Các bác nào mà bị phù thủng ấy, mà lâu ngày không khỏi thì dùng cái loại này chắc chắn là các bác sẽ khỏi. Đấy. Vì nó có tác dụng của cái kinh bàng quang, là nó tiêu thủng rất là mạnh. Hai là tác dụng là khử phong thấp rất tốt. Ba là tác dụng là tiêu viêm. Bốn là có tác dụng rất tốt về những cái viêm đường tiết niệu hoặc là viêm đường về bài tiết, cũng đều dùng nó. Người ta còn nghiên cứu ra rằng nó có tác dụng về chữa bệnh cao huyết áp, một số bệnh về khớp. Đấy. Chính vì vậy củ này thường được sử dụng để ngâm rượu. Tuy nhiên nó có vị đắng và lạnh. Các bạn nhé, củ này không nóng rồi nhé, vị đắng lạnh. Có tác dụng tiêu viêm, phù thủng. Đấy. Vậy thì những người nào có thể sử dụng được? Ví dụ như những bác mà bị đi tiểu rắt này, bị phù thủng này, bị đau các khớp này, rồi bị phong thấp này, bị tê thấp này, bị đau dây thần kinh này. Đấy là những người có thể dùng được. Thực ra gọi là người dùng được thì rất là nhiều người dùng được cái củ này các bác nhé. Đấy, tuy nhiên tùy rằng liều lượng thôi. Thường thì người ta dùng cái củ này có rất là nhiều cách dùng. Một là các bác để nguyên khô này các bác ngâm rượu. Hai là các bác dùng cả cái củ tươi các bác ngâm rượu cũng được. Ba là các bác dùng cái lát khô này các bác ra cho một ít như này thôi. Tầm đây các bác này. Các bác dùng một tầm này, bằng này thôi. Thì các bác sắc với khoảng độ 1 lít nước. Các bác dùng thay nước uống hàng ngày nhé. Đối với những bác nào mà chân tay cứ bị phù thủng dùng cái này rất là hay, có nghĩa là nó sẽ tác dụng rất tốt về cái lợi tiểu, tác dụng về cái thận. Đó. Ngoài ra thì qua một số cái công trình nghiên cứu thì người ta có thể dùng kết hợp với một số cái loại khác nữa để về chữa về
thấp và chữa về xương khớp. Ví dụ như các bác có thể dùng với lại đỗ trọng, dùng với hà thủ ô, hoặc là dùng với lại ngưu tất, cẩu tích, các loại chữa về tiêu viêm. Tuy nhiên cái việc kết hợp này thì các bác nên tham khảo những thầy thuốc hoặc những người có kinh nghiệm. Ở đây thì chúng tôi chỉ giới thiệu với các bác về cái củ giòm này thôi. Còn tiếp theo thì xin mời các bác xem cái video mà chúng tôi quay trực tiếp với củ giòm. Cái củ giòm thì được chúng tôi nhờ dân ở trên rừng đi lấy về, thì các bác hãy xem cái video này cùng với chúng tôi. Đây xin giới thiệu với các bác là trên hình ảnh các bác đang xem đây chính là củ giòm này các bác này. Đấy, cái củ giòm thì nó có cái đặc điểm là nó cái đoạn thân nó phình ra đấy, thành cái củ, hay đoạn rễ nó phình ra thành củ, và khi cắt đây nó có hai cái điểm nó hơi hồng hồng ở hai đầu đấy, củ nó dài dài. Người ta thường hay gọi là củ gà ốc, thì là trông thực tế thì nó giống như kiểu cái củ gà ốc ấy. Đấy. Và cái củ này thì nó có cái màu hơi nâu hồng hồng, có thể nói là nó giống giống cái màu hồng của cái tầm gửi nghiến, nhưng nó lại khác cái tầm gửi nghiến các bác nhé. Cái củ này thì nó cũng mềm và nó có tác dụng rất tốt về cái kinh bàng quang như tác dụng vừa nãy tôi đã nói. Các bác có nhu cầu sử dụng cái củ giòm này thì các bác liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại đang hiện trên màn hình các bác nhé, 0932 340 345. Cái củ giòm này các bác có thể dùng để xắt nước này, các bác có thể dùng để cơm rượu này, các bác có thể dùng để kết hợp giữa vào các cái vị thuốc, có rất nhiều tác dụng các bác nhé. Các bác hãy truy cập vào website là hayhuytoại.com của chúng tôi để xem cái bài viết là về cái củ giòm, các bạn sẽ thấy hiện nay thì củ giòm là một trong những cái củ mà rất là hiếm tìm được. Vì vậy nếu các bác nào có nhu cầu sử dụng củ giòm thì hãy liên hệ qua điện thoại và đặt hàng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm cho các bác củ giòm chất lượng tốt nhất. Hiện nay củ giòm đang trong sách đỏ các bác nhé, chứ không phải là củ giòm mà có sẵn ngoài tự nhiên rất là nhiều đâu các bác ạ. Vì vậy nên giá thành của nó cũng hơi cao một chút. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ cùng với chúng tôi. Qua cái video này thì chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới một điều là các bác nào biết về các tác dụng của củ giòm thì các bác có thể chia sẻ cùng với chúng tôi để chúng tôi có những cái bài viết chính xác hơn về tác dụng của củ giòm, cũng như các cách chế biến cái củ giòm này để gửi cho mọi người, để mọi người biết được cái cách chế biến củ giòm. Đấy, trên màn ảnh này các bác thấy không? Trên này chúng tôi đang có củ giòm rất là to, đấy, rất là nặng. Củ giòm này là chắc chắn là lâu năm lắm rồi. Củ giòm mang ngâm rượu là rất là tuyệt vời, hoặc các bác có thể dùng để xắt nước uống. Rồi, video của chúng tôi thì đến đây thì chưa dài, chưa đầy đủ lắm, nhưng mà xin tạm dừng ở đây. Xin nhắc lại một lần nữa là các bác có nhu cầu mua củ giòm thì liên hệ chúng tôi nhé, qua số điện thoại 0932 340 345. Và các bác nào biết về cách sử dụng củ giòm, cách chế biến củ giòm thì cũng cho chúng tôi biết để chúng tôi phổ biến tới mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau. Cảm ơn các bác đã xem video của chúng tôi nhé. Các bác hãy đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.